Nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã trở lại kênh tiếp hai anh em nha. Chiều nay hai anh em dắt mọi người đi chụp nha. Đây, anh em mới làm cái chụp. Và lấy một cái xô trà bá đi chụp. Rồi, chụp đâu? Vậy chính cũng luôn hả? Đi chụp cá mọi người. Thì cũng lâu lắm rồi mọi người, cũng 5-6 năm nay rồi. Cái chụp này không xuất hiện nha mọi người. Nay hai anh em mình khai trương trở lại. Chụp dính bẩn không á? Ê, có kìa. Wow. Quá trời kìa. Ui. Ôi, lên bờ luôn rồi cả nhà. Chắc dính rồi, dính đó. Trời ơi, dính được hai con. Mấy con? Hai con hả? Hai con, gỡ đi. Đây cả nhà được hai cái sạc nha. Không hiểu hết, em vỗ gỡ. Đây cái sạc bướm. Được hai con. Ủa nãy em thấy nó chú nhiều mà ta. Ừ, thấy nó chật quẩn quá trời luôn mà nó không dính. Chuyện gắt nha. Trời ơi, cái đầu tiên. Ê, nha. Cái sạch có trứng đó hả? Ờ, cái đầu tiên được hai con. Không ăn muối là được rồi. Đây. Ngon rồi. Nữa hả? Hôm nay mình đi theo ruộng chụp nha cả nhà. Kiếm mớ cá về chiều nấu cơm ăn. Trời đang chuyển mưa quá trời luôn nè. Có không? Ê kìa. Một con hả? Từ từ, lưới chưa xuống tới đó kìa. Lưới còn trên kìa. Đây ruộng người ta không có xạ, đây này không xạ. Khô quá, hồi mình xuống sau mình chụp thử. Qua đi, nhanh đi. Còn đi chỗ khác nữa. Khôi. Con luôn. Đúng là một con thiệt mà. Chỉ được một con nha cả nhà ơi. Em nhớ được chứ mà Dũng nó xuống rồi đó. Lưới này nhỏ quá vậy. Gỡ đi. Rồi. Nghe đợt trước, hồi trước cá còn nhiều ha. Cá này trứng không ạ? À? Trứng hả? Trứng. Rồi. Trứng ngủ luôn. Wow, à. Ba con nè. Đây vậy khỏi tép mỡ luôn ha. Ê, ngon nha. Chị chín ngủ luôn hả? Chị thử cái này. Đằng kia kìa. Đó. Rồi. Không dính. Ngủ luôn. Ôi ơi, ốc này hai. Không có rồi, đi. Trời ơi, siêu. Nên mình sẽ đi vô kia chụp thử nha cả nhà. Có không, đây có không? Không biết nữa. Đây chụp xuống mương nha cả nhà. Tiền cây nha. Cái gì cấm đầu như vậy? Rồi. Cái sông bị nghiêng. Cái này sâu lắm rồi. Ủa vậy có ngỗng kìa. Đi vẫn chụp ngỗng. Đi chụp ngỗng. Đi nhà kìa. Cái hơi có không? Tao thấy giúp cây rồi. Ê, cây cho bái vậy? Thác lát hả? Ê, được con sát lát nè. Ê, không nghe được đâu, không nghe được đâu. Ê đi. Ê, con lát cho nhà ơi. Ê, đi. Thác lát xong á. Rồi, tiếp đi. Đằng kia kìa, xếp đằng kia kìa. Mấy con chó này thiệt chứ. Khiêu chiến như này bây giờ. Chuyện cấm đầu nha. Sao nó để không có gì hết à? Rồi, mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, đâu rồi. Này mất tiêu luôn rồi, này quá sâu rồi. Ê, em tưởng không, cái mô này nó cạn luôn á. Hàng gì không câu không tới đó thôi. Không câu à, cá hụt nôi luôn nhưng mà không được. Rồi, không dính. Trời ơi, tiêu luôn. Quá sâu rồi. Quá. Thì gọi là quá sâu luôn rồi. Cái tàu không với mình luôn á trời. Rồi sao ấy được. Sao chụp kín đó, kín đâu, kín hết đi. Kín được chắc lát đã là may mắn lắm rồi đó. Ê, cái gô. Có sao không? Trời, té luôn rồi. Ôi ôi, cái gô nè. Ôi ôi, ê, chụp nữa đi. Ê, từ đau. Ồ, đây cả nhà. Cái cô đồng nha. Quá ú luôn. Chụp này họ cấm đầu mưa luôn không? Anh đây mát mẻ quá ha. Đây có một cái đường kinh mát mẻ mọi người. Ở dưới quê thì chó nhiều lắm cho nên nó sủa ồn cảm nha. Mà em nghĩ là nó sâu luôn á. Sâu.
Tụi nó cạn cạn như đường mương bên ruộng bên chạm bơm á. Rồi dạ anh ơi, một cái con cũng được nữa. Con bự gì được rồi. Rồi con bự cá luôn. Nó sâu quá mà nè, cái nó chạy rồi. Ừ. Nó quá sâu. Cái nó dính cây cái gì hay ngồi ngồi vậy? Chín cá sấu quá. Ê, chín cá sấu là ngon nha. Cá sấu nướng siêu cay. Không chín rồi, cá sấu luôn rồi. Hai anh em đang đi vô cái đường kinh khác đó nha. Đây thì trời đang chuyển mưa nha. Mình đi thì nó hơi lắc, mình thông cảm nha. Có không Thức? Sao không? Đây mình xuống cái sông lớn luôn rồi cả nhà. Chết rồi. Không có nào chứ. Cá luôn rồi. Nó bị nghiêng vậy. Dính cây rồi. Không có đâu. Ừ. Trời ơi con gì vậy này. Có cá à. Có cá. Không biết nữa, nó quậy đục rồi. Không có là mình đi kiếm kinh á, kiếm cái ở đây được cái đường bơm nước cả nhà ơi. Đây cạn quen quá nè, cạn chụp dễ hơn nữa chỗ nãy. Cái cây nãy anh em mình làm gãy anh khúc rồi, yếu quá. Ê, ba con bắt đi. Ôi, vô cái ngoài nữa. Cái gì? Cái cây rồi, rồi vô cây rồi. Cứ bán kìa, bây giờ ăn đi. Ủa con, ê, cái gì vậy? Cái lóc gì kia vậy? Ôi con trời ơi, trời. Dưới cái lóc. Đây, lúa đây, nhỏ lúa nhà mình ha. Mình hết chỗ rồi, lúc này mới ấy. Xả ngay cái đợt mưa đợt đầu á. Lúc này hết luôn rồi mới xả. Có không? Có không? Ba con hả? Chụp đây không là đủ ăn nè. Gỡ đi, vũ ra đâu. Dưới này vũ ra. Ây dạ. Em nhớ là hồi đó mình chụp đợi cũng hết nha. Nãy giờ được nhiên đây cái này. Bỗng bỗng qua. Có không? Chỗ này là gì hơn chỗ khác rồi đó. Trời ơi, một con duy nhất. Bự à. Không nhớ đâu. Lưới này ngổn quá. Ừ, cái lưới này dính chắc lắm. Đây được một con nữa nè. Hello, chào mọi người nha. Chào cả nhà ha. Rồi, hôm nay anh em đi chụp về được mới cá. Đây là được món mới gì cá, đây? Cá có trứng rất là ngon luôn ha. Cái này em tính làm ít này mình kho đi. Kho với tóp mỡ. Ừ. Còn cái này thì mình sẽ chiên ra. Để mình lấy cái thịt đó, mình trộn với xoài. Ừ, ngon đó. Rồi, ok. Chiều nay này mình sẽ đãi mọi người hai món đơn giản ở miền Tây nha. Hai món này mình bắt cơm lắm nha. Gỏi xoài ở đây làm đơn giản mà ngon lắm á. Nay đi chụp được con cá sát lát nè, con cá rô với mấy con cá sặc trứng nha. Ừ. Đây hai cá rô luôn. Con cá rô con nữa nè. Mấy con sặc có trứng rất ngon luôn á. Có con cá lóc nha, đừng giỡn người đâu. Có mình con cá lóc luôn. Tính ra mình chụp nhiều loại lắm chứ bộ. Giờ, giờ sẽ ướp cá. Ướp cá đi kho nha cả nhà. Cho xíu nước mèo. Ướp ở dưới quê thì mấy cách bắt cá truyền thống này cũng nghỉ lâu rồi ha. Ờ, tại bây giờ á, cái mấy cái mương người ta cũng thả chà người ta nuôi á. Ừ. Chụp nó không có nhiều. Hồi xưa là chụp tối ngày luôn á. Ừ, hồi xưa chụp mê lắm kìa. Em bỏ xuống một cái là nó dính nhiều lắm. Còn bây giờ nó đỏ rồi, nó bớt rồi. Cá ít hơn hồi xưa nhiều. Cái này kho mình ướp xíu xíu đường thôi. Máng vịt nó kêu hoài kìa.
kiểu mình phải xử lý nữa hả? Nữa hả? Làm gì với nó giờ? Ai biết đâu. Chưa nghĩ ra món gì nè. Nướng luôn đó. Nướng à? Nướng luôn luôn. Mình có cái lũ gà chính không? Mọi người thấy cảnh ở dưới quê mình yên bình và mát không? Đây sắp chỉ mưa. Mưa đâu đó, nhìn thấy mát không? Ở bịch dưới kia có một cây gòn đây nè, cây gòn dạ. Hồi nãy mọi người thấy là cây gòn ở dưới đó đó, xa lắm luôn. Bên đây có cây này hai mà nó không có bông. Ờ, không có bông. Ủa cái đó là trái chứ? Trái gòn trắng trắng, trái đó. Nó nở bông nó, hồi xưa là dùng để làm gối nha. Ê, gối gòn nằm im lắm, nhưng mà làm thời gian cứ ngắt cái cây vậy. Lâu lâu mình thay cái gòn đi, nhưng mà gói gòn nằm rất là im luôn, nhẹ đầu lắm luôn. Rồi còn sống đó, còn sống nãy rồi. Đỡ thay, đụm rửa lại. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ít mỡ vô ha, tóp mỡ đi vô mình kho rồi mình lấy tóp ăn luôn. Hai anh em mình là đạo tóp mỡ luôn á, hết hộp rồi đó cả nhà. Qua chuyển qua keo này luôn rồi nè. Kho cá thì kho bằng tóp mỡ rất là ngon nha. Ăn cá mỡ 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 nước thì không có hao, nhưng mà tóp mỡ thì hao lắm nha. Đó, quậy mình lấy cái tớp rồi mình thi tỏi luôn, lấy cái nước ra bớt. Ok, giờ mình sẽ bỏ cái phân nửa tỏi ha vô để mình phi nữa, rồi mình sẽ dùng để chiên cá cho nó thơm ha. Làm món này là bắt đầu đói bụng rồi đó. Mới xé tỏi là đói vậy hả? Mình rất là thích ăn cá kho đó nha, cho nên gặp một cá kho tớp mỡ như này thì chịu. Cá kho tóp mỡ thì mình chịu khó ha, phi tỏi nó sẽ thơm hơn. Tí nữa mình sẽ ăn dưới miếng nước dừa ha. Nước dừa, ê nước dừa chan cơm ăn ngon nha. Nhưng mà phải cơm hơi nguội một tí á. Để hồi em múc rồi cơm nha. Cho nó nguội. Rồi. Cho hết cá với nước dừa luôn. Ở dưới quê đa phần đồ ăn là tự kiếm ở cả nhà, cho nên là ít tốn tiền lắm. Đúng rồi, lâu lâu mới đi chợ, mua chợ mua thịt mua này kia thôi, nhưng mà cá mắm thì ít mua lắm nha. Mua những con cá mà dưới đồng kiếm không được thôi à. Wow, ngon rồi đó nghe. Cá gô của hai nha. Nữa, hai dành cá gô hoài luôn. Cho anh hai cá gô này nè. Ngon. Cho anh hai con này nè. Thôi mà cái này ăn cá sặc ngon hơn, em dành cá sặc cho. Trời ơi, chính là đó, giờ mình định bị chi cá được. Chưa, em bỏ hành với ớt vô. Wow, tôm. 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 Hai mấy con? Hả? Ừ, vừa ăn rồi. Hai mấy con tôm? Hai con. Hai con. Một con sắc nhuyễn luôn. Đây là hành với tôm nha cả nhà. Bỏ hai con vô luôn nha. Ê, cho nó có gặp tôm phải không? Đó, hai con tôm bự chà bá luôn. Ăn xong rồi khóc ba ngày luôn. Thôi. Xong rồi giờ anh em mình nhắc xuống nha, chuẩn bị chiên cá để làm gỏi xoài cá chiên. Gỏi xoài cá chiên hấp dẫn quá trời luôn á, nghe hai con tôm được kìa, đỏ tươi luôn. Nhìn một cái là muốn ăn cơm cả nhà ơi. Thôi thơm quá nha, thơm ha. Mình chiên hơi vàng tí ha, giờ mình sẽ bỏ tỏi vô rồi mình xào cho nó vàng tỏi thế là được rồi đó. Nó thơm con cá mà, mình lấy tỏi mình trộn luôn cũng được nữa. Chín rồi. Chín ăn luôn. Cháy được không? Được mà, sẽ sống là được rồi. Rồi, đi, để trễ á. Nay mình đang bào xoài để mà làm gì ta? Làm gỏi. Gỏi xoài với cá chiên nha cả nhà. Xoài thì mình chọn xoài chua vậy nè, xoài già ha. Xoài già nó vừa hồng hồng nè, có bao lại. Đúng rồi. Để nó chín thì nó ngọt quá, ăn không ngon, hay mà nó mềm nữa. Sống quá thì chua lắm. Xoài này có tôm khô trộn cũng ngon nữa. Còn gì bằng. À, đây là cá chiên nè, đây mình chiên nè. Này chiên với tỏi ha. Mình chiên thì nó hơi khô xíu ha, nó hơi giòn xíu. Thì mình xé thịt ra nó ngon. Đây. Cá lóc nó dễ chỉ xé lắm à. Mình xé nhỏ luôn đi hàng hai. Đúng rồi. Xé gì là bự chứ nhỏ gì. Thôi mình trộn mà. Đúng rồi. Đó, mình sẽ xé vô cá chiên, mình sẽ để dùng vô với thịt cá nè. Với xoài nha. Đây cái xương này để cho hai. Ok. Ngọt lắm cả nhà. Cá đồng nè. Xương nó giòn lắm mấy cá nhỏ nhỏ này nè. Sao? Ngon. Thơm không? Thơm.
nó sạch ha. Ừ. À, bây giờ mình sẽ trộn cái gỏi này ha. Cái này thì xài nó hơi chua, mình cho hơi nhiều đường tí ha. Cỡ muỗng ăn canh đường ha cả nhà. Này là muối ha, cho thêm ít muối. Cái này mình ướp tại vì hồi xoài á mặn nó sẽ ra nước, nên là mình ướp muối chứ không có nước mắm ha. Này mình trộn gỏi. Đây là món trộn nha mọi người. Trộn đều lên. Hơi bị ngon luôn đó. Đó, mọi cái này thì xoài nó dễ ra nước lắm, mình không có làm có nước ướp không được nha. Thế hồi là nó ra nó là dừa ha. À, trộn nước là nó dư á. Mọi người có thể dùng là khô cá lầu đù nè, rồi tôm khô cũng được. Khô cá sạc bỏi. Đúng rồi, sạc rằn. Cá sạc rằn á. Khô cá sạc rằn. Khô cá lóc, nói chung là mọi là khô đó. Đúng rồi, khô hơi mặn mặn xíu thì nó ngon nướng, hơn. Nướng rồi trộn ha, ăn ngon cực kỳ, nhưng mà cá chiên cũng ngon đó nha. Ừ. Cá chiên này là vô là hơi đúng cá bài đúng rồi. Mình ăn cá nó sẽ ngọt ha, da da giòn giòn. Này xòi nhiều mà cá không thấy đâu nè. Xé miếng cá bự quá. Chỉ là cá nó màu nó cũng hơi tẹp tẹp vô á. Ừ. Nguyên con luôn vậy ha. Ăn cho nửa miếng. Rồi, anh em mình trộn xong rồi mời cả nhà hướng cơm với anh em nha. Em bỏ dầu găm vô luôn. Găm sắc nhuyễn ra không? Khỏi mình xé hả? Dầu găm trộn gỏi thì mình xé nó thơm hơn là mình sắc á. Nó dập dập cái lá á. Ừ. Thơm hơn nhiều. Rồi. Trộn đợi cho nó thấm xíu nữa ha. Là ăn ngon rồi đó. Rồi cả nhà ơi, chiều nay cơm đơn giản rồi cả nhà nha. Đây có món này món gì thức? Gỏi xoài cá chiên. Gỏi xoài cá chiên. Cá sạc chiên ha. Đó, ở đây là cá kho tóp mỡ. Cá kho tóp mỡ. Rồi, đây có cả tôm trắng nước dừa. Nước dừa. Rồi mời cả nhà ăn cơm với anh em nha. Rồi, thứ ăn cơm trước mà mọi người nha. Mình sẽ xếp ăn sau cho cả nhà. Đây mời cả nhà ăn cơm ha. Miếng cá với gỏi xoài. Đây mời cả nhà ha. Cá này là hai anh em đi chụp nha. Ừ. Cái đường ăn không có chua quá. Ừ. Giảm đường vừa luôn á. Cá nó giòn. Đó, đây thử miếng cá kho nha cả nhà. Ăn đỡ lắm nha. Ăn cá gù đi. Cá gù bự luôn. Cái gù của anh hai nè. Trời ơi nó mỡ. Ừ. Đây mời cả nhà nghe miếng cá kho. Béo ngậy luôn. Hôm nay thì đồ ăn rất là đơn giản. Giờ là cả nhà sẽ thích nha. Giờ mình sẽ vô ăn cơm với em mình mọi người. Tại giờ cũng trễ rồi đó. Giờ là hơn 5:30, 5:45 rồi. Thôi, cơm chiều hai anh em mời cả nhà nha. Mời cả nhà ha. Thầy ăn dư miếng nước dừa cả nhà. Đấy. Nước dừa này thì ăn với cơm là quá ngon luôn. Dừa ngọt hay à. Thử miếng này nha. Rồi. Chào ơi. Trúng tôm à. Ôi kỹ vậy. Em để có 4 phút à, chưa được con nữa đó. Ừ. Ăn miếng tóp mỡ nữa nha. Ừ, cái lơ cũng hay kìa. Thôi con cá vô cũng thích nè. Ăn cái đầu béo lắm luôn á. Ừ. Cái mình nó cũng béo nữa. Ừ. Béo. Béo ho ăn nước dừa. Hết bài luôn cả nhà. Chiều nay thì hai anh em làm hơi trễ ở nhà, bây giờ là gần 6 giờ. Món này ngon nè. Món này nào ăn được có 1 lần 2 lần thôi á. Xoài hả? Để xoài nó ra. Ở dưới quê mọi người thì bữa cơm á không tốn tiền. Này anh em mình đi chụp về xài có sẵn ở nhà, nó bắt lên nấu thôi, chỉ có tốn gạo với tốn như vậy cái gì cái đó kêu cái gì ta, củi lửa hả, gia vị á. Tốn gia vị thôi mọi người chứ không tốn gì hết trơn. Hỏi nhà nha. Nói chung ở dưới mình thì cũng dễ kiếm ăn, chịu khó đi chút xíu là về có cơm ăn liền. Này xài này em nó già nó giòn. Chứ nó không mềm. Nó không quá chua ha. Rồi trước em trộn thử xem anh ca. Nó không có giòn. Mà nó chua dữ lắm luôn. Cái này thôi tấp mỡ này là hết bài luôn.
Nó béo hơn một ít mỡ, nó béo nè. Ngọt ghê. Chắc bướm. Đắp lại sườn. Chiều ngồi ăn này mát mẻ. Đợi cái em sợ trời mưa chứ. Có hai mưa quá hả? Nó hư à? Hơi cay rồi. Dữ lắm cay. Mà ăn chúng nó ớt không? Cái mấy con đặc này nó cũng thịt nhiều ha. Ít xương. Dễ gỡ xương nha. Có cá lóc á. Cá lóc này mình chiên được nguyên khúc á cả nhà. Ngon lắm. Gỡ nhanh nữa. Không có xương, không có xương nhuyễn. Hay lựa ra cái gì cũng cay ngon vậy. Béo. Nguyên một cây luôn, bà xã bị la. Ê, ăn được cái nước không cả nhà, còn cái là bỏ. Nước rất ngon ha. Cái gì có ga ăn chấm luôn á. Cả nhà ơi, bây giờ cũng đã tối rồi cả nhà, chắc là anh em mình sẽ kết thúc clip ở đây. Hẹn mọi người ở bên đây tiếp theo nha. Giờ anh em mình sẽ ăn rồi xong đi vô mọi người, tại trễ lắm rồi bây giờ. Thấy gì thôi chứ ở ngoài tối lắm rồi đó cả nhà. 6 giờ rồi. 6 giờ mấy á. 6 giờ sáng mấy à. Qua cả nhà nha. Ngồi đang chứ mưa. Chào cả nhà.